Chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một chiếc xe Yamaha nữa. Và lần này xin giới thiệu với các bạn, trước mắt các bạn đây chính là Yamaha Tenere 700. Cái chiếc xe này có một cái tên gọi khá là thú vị các bạn. Tại vì Tenere là một cái vùng đất thuộc sa mạc Sahara, một cái vùng đất vô cùng to lớn. Và nếu mà các bạn nhìn vào Google Maps thì các bạn thấy là cái vùng đất đó là có rất là nhiều đất cát, đá sỏi. Và khi mà Yamaha họ đặt tên Tenere cho chiếc xe này thì Yamaha cũng muốn gửi gắm vào đó những cái mong đợi về cái khả năng của chiếc xe này có thể làm được gì ở trên những cái vùng đất như vậy. Và theo quan sát của mình thì chiếc Tenere 700 này nó tạo ra một cái luồng gió khá là mát mẻ, trong lành trong cái cộng đồng người chơi xe rally và người chơi xe adventure ở Việt Nam mình. Nếu mà chúng ta có thể kể ra một số dòng xe tương tự như là Tenere 700 thì ở phân khúc cỡ nhỏ chúng ta có thể kể ra là Kawasaki KLX250 này, hoặc là Yamaha WR155 này. Rồi chúng ta có thể kể ra là Honda CRF150 hoặc là CRF300. Và ở cái tầm cao hơn thì chúng ta có là Honda Africa Twin. Và Tenere 700 là cái chiếc xe nằm ở cái khúc giữa ha. Tại vì chiếc xe này với cái thân hình rất là nhỏ gọn của mình, cùng với một cái động cơ dựa trên cái động cơ của chiếc MT07, thì nó tạo ra một cái lựa chọn mới. Nó mang đến một cái lựa chọn rất là ổn cho những người mà mới bước vào cái thế giới xe adventure theo cái phong cách rally như thế này. Ngày hôm nay trong cái video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái chiếc Tenere 700 này và cái cảm nhận ban đầu của mình về chiếc xe này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ động cơ. Thì động cơ của Tenere 700 các bạn cũng biết rồi, là dựa trên cái nền tảng của chiếc MT07. Rồi từ cái nền tảng đó thì Yamaha phát triển lên nào là R7 này và Tenere 700. Thì cái động cơ này là cái động cơ mà Yamaha gọi là CP2 Crossplane 2 với cái thứ tự đánh lửa không đều. Động cơ này có thể là tạo ra cái công suất cực đại là mình nhớ là 75 mã lực và cái moment xoắn là 65-66 gì đó Newton-mét. Thì với một cái động cơ có một cái hành trình dài như thế này thì các bạn hy vọng là nó có thể vượt qua những cái địa hình khó nhằn với một cái cảm giác lái rất là bốc và cái tay ga rất là mượt mà. Thì lần trước mình cũng đã giới thiệu với các bạn về chiếc Yamaha R7, thì đó là một cái cục máy mà nó mang lại một cái cảm giác vặn ga rất là ok ha. Cái động cơ này thì đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 nha các bạn. Bây giờ nói tiếp về khung sườn, tại vì cái chiếc xe này hướng đến cái việc đi địa hình nhiều hơn, cho nên là cái khung sườn trên chiếc xe này phải được thiết kế làm sao cho nó càng nhẹ càng tốt. Và cái khung sườn chính thì Yamaha gọi là, hay là chúng ta hay gọi là double cradle. Cradle dịch ra tiếng Việt của mình là cái nôi đó các bạn. Và các bạn nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy là từ ở trên đây này, nó có hai bên là hai cái ống thép như thế này, rất là nhẹ ha. Và nó có thể là chịu lực rất là tốt để mà đảm đương được cái việc mà băng rừng lội suối của Tenere 700. Đó, ở phía sau thì chúng ta sẽ có một cái gắp nhôm. Rồi, ở phía trước để mà giúp Tenere vượt qua những cái đoạn đường khó nhằn, đoạn đường đầy đất đá cát sỏi, thì có một cái cặp phục ở phía trước rất là to. Đường kính ti phục là tới 43mm và cái hành trình phục là tới 210mm. Đó là một cái phục nhìn vào các bạn đã thấy là xịn sò rồi ha. Các bạn có thể thấy ở đây là cái hành trình phục á, nó dài nguyên một cái găng tay của mình luôn. Cho nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi các bạn đi qua những cái địa hình khó khăn. Ở phía sau chúng ta có một cái phục monocross cũng rất là to, và cái phục này có hành trình là 200mm. Đó, một găng tay đó các bạn. Cho nên là
các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà chạy Tenere qua những cái đoạn đường đất cát đá sỏi hay là băng rừng lội suối gì. Thì với cái hành trình phục và cái đường kính ti phục to như thế thì cái cảm giác lái là hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cái thiết kế đầu đèn rồi thiết kế tổng thể ha. Đầu đèn á thì các bạn thấy là lấy cảm hứng từ những cái chiếc xe rally của Yamaha với bốn cái bi cầu như thế này. Thì đây là một cái thiết kế đầu đèn khá là lạ mắt. Nếu mà chúng ta không quen với những cái thiết kế mà gọi là cách tân như thế này á, thì chúng ta sẽ cảm thấy hơi sốc khi mà nhìn vào. Nhưng mà bản thân mình á, thì mình lại cảm thấy là ấn tượng với cái bi cầu như thế này. Bốn cái bi cầu phải nói là tạo nên một cái dáng vẻ dữ dằn, hung hăng, dám vượt qua những cái đoạn đường khó nhằn nhất. Rồi xi nhan thì vẫn là xi nhan không phải là đèn LED nha các bạn. Xi nhan này là xi nhan đèn halogen ha. Rồi ở trên đây thì cái cùng tay côn tay thắng á, thì đều có cái miếng ốp nhựa để mà bảo vệ. Chắc chắn rồi, những cái chiếc xe như thế này thì chúng ta cần có một cái miếng ốp để mà tránh hư hại. Rồi nói về cái bình xăng và cái chỗ ngồi này. Thì cái bình xăng của chiếc Tenere 700 có dung tích là 16 lít. Và thường là những cái chiếc xe rally như thế này á, thì cái bình xăng là dao động từ khoảng 16 cho đến 18 lít. Và để mà giữ cho cái trọng lượng của chiếc Tenere 700 nhẹ nhất có thể thì Yamaha quyết định là chọn cái dung tích là 16 lít. Cái yên xe ha, cái yên xe các bạn thấy ở đây là nó hõm ở chỗ này và cái phần ở sau như thế này. Và cái phần sau á, thì nó phẳng để mà khi mà chúng ta chạy chiếc Tenere 700 á, thì chúng ta sẽ di chuyển cái cơ thể của mình rất là nhiều. Và với cái thiết kế yên xe như thế này thì chúng ta có thể dễ dàng là đưa người ra trước hoặc là lùi người về sau tùy thuộc vào cái địa hình mà mình chạy. Ở phía trên cùng ghi đông thì chúng ta thấy là những cái nút bấm đơn giản, tại vì Tenere 700 dựa trên cái nền tảng của MT07 cho nên là nó không có những cái hệ thống điện tử phức tạp. Nó chỉ có những cái nút bấm cơ bản, chẳng hạn như là đèn khẩn cấp này, rồi cốt pha này, rồi xi nhan, rồi còi. Ở bên đây thì chúng ta có kill switch, tắt mở nút đề, và nút này là để tắt ABS khi mà chúng ta đi những cái đoạn đường off-road. Cái màn hình hiển thị của Tenere 700 thì có một cái hình vuông khá là lạ mắt, tại vì bình thường chúng ta sẽ có những cái màn hình hiển thị nó hình chữ nhật đặt nằm ngang như thế này, nhưng mà Yamaha họ xoay ngược lại như thế này để mà nó phù hợp hơn với cái dáng mignon của chiếc xe. Và ở đây chúng ta thấy là có chữ off-road ABS on off, có nghĩa là khi mà chúng ta muốn tắt ABS thì chúng ta có thể sử dụng cái chức năng này. Và mình xin nhắc lại luôn là Tenere 700 không có một cái hệ thống điện tử nào như là những cái người đàn anh của nó, chẳng hạn như là MT9 hay là MT10. Và cái điều khác biệt nhất giữa Tenere 700 và MT07 cũng như là R7 chính là cái kiểu dáng của nó mà thôi. Ở đây có một cái power outlet, là một cái cốc sạc thì chúng ta có thể sạc điện thoại ha. Bây giờ mình sẽ đi tiếp về phía sau ha. Chúng ta thấy cái chỗ này là ngăn cách giữa người ngồi trước và người ngồi sau này, cũng như là ở trên cái phần sau của chiếc xe nó có bốn cái chốt ở đây để mà chúng ta treo túi hoặc là treo thùng gì đó. Tại vì những cái chiếc xe này được hướng đến là những cái chiếc xe đi đường dài, cho nên là treo túi, treo thùng nếu mà có những cái móc như thế này thì nó rất là tiện. Bánh trước và bánh sau của chiếc xe này có đường kính là 21 và 18 và tất cả là đều xài bánh căm ha. Đó. Ở phía trước thì heo thắng là của Brembo. Heo thắng là của Brembo ABS trang bị tiêu chuẩn. Ở phía sau, ở phía sau thì cũng là heo thắng của Brembo và cũng có ABS luôn. Đó, nhìn tổng thể thì chiếc xe nó rất là gọn gàng các bạn. Chiều cao yên của Tenere 700 là 875mm. Và thực sự nếu mà những ai mà cao dưới 1m7 thì sẽ cảm thấy khó khăn khi mà điều khiển hay là cầm lái cái chiếc xe này. Mình thì cao khoảng 1m64, bây giờ mình sẽ thử ngồi lên cho các bạn xem ha. Thực sự là nhỏ rất là nhiều các bạn. Khi mà ngồi lên thì mình cái chân bên này không có đủ lực để mà đẩy chiếc xe thẳng ra các bạn. Cho nên là những ai mà ngồi cao một, cho nên là những ai mà cao trên 1m7 thì cảm thấy thoải mái hơn với chiếc xe này. Nhanh ơi,
em có thể giúp anh nghiêng chiếc xe qua được không? Các bạn thấy là bơi luôn, múa ba lê luôn. Nếu mà mặc giày mô tô vào nữa thì cũng có chút hy vọng. Nhưng mà mình nghĩ tốt nhất thì cao khoảng 1m7 là ok. Ngồi lên thì cái phuộc nó nhún xuống một tí. Và cái yên cái chỗ này này nó hẹp, nên là nó cũng sẽ ổn đối với những người mà cao trên 1m65 một tí ha. Đó là cái tư thế ngồi ha. Chúng ta thấy cái tay nó rất là thẳng, rất là thoải mái nếu mà chúng ta chạy chiếc xe này trên những cái đoạn đường dài. Rồi cảm ơn Danh. Rồi như vậy mình đã giới thiệu sơ qua với các bạn về chiếc Yamaha Tenere 700, một cái luồng gió mới trong cái phân khúc Adventure Rally ở Việt Nam mình. Và mình nghĩ đây là một chiếc xe sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc khi cầm lại. Những ai mà chạy MT7 và R7 rồi thì các bạn đều có những cái phản hồi rất là tích cực đối với hai cái chiếc xe đó. Và mình nghĩ thì chiếc Tenere R7 cũng sẽ tiếp tục cái truyền thống của cái khung xương này, của cái động cơ CB2. Một lần nữa cảm ơn Repzone Yamaha Moto Sài Gòn đã hỗ trợ mình thực hiện cái video này. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Bye.